lại các thiện nam ở trong định kia thấy xác ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, huệ lực vượt bực, vượt qua định lực, sai lầm ở chỗ mạnh mẽ thái quá, tâm luôn ôm giữ các thắng tánh đó, tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na, được một chút ít mà cho là đủ. Giảng: hữu bỉ định trung chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch. Tất cả những người tu đạo trong định này thấy sắc ấm tiêu, hiểu rõ thọ ấm, huệ lực quá định, thức ư mãnh lợi. Huệ lực vượt qua định lực, nên người này sẽ sinh ra cái tâm mãnh lợi. Mãnh lợi là có một luồng xung động, có nghĩa là thái quá. Dĩ chư thắng tánh hoài ư tâm trung. Ở trong cảnh giới này có loại thắng tánh, tức là loại tánh rất phi phạm. Người này cứ ở trong tâm ôm ấp cái niệm này: tự tâm dĩ nghi thị Lô Xá Na. Người này cứ hoài niệm thắng tánh này, trong tâm của mình sinh ra một thứ nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì? Nghi hoặc mình là Phật Lô Xá Na. Lô Xá Na là tiếng Phạn, có nghĩa là quang minh biến chiếu. Vì người này cho rằng mình là Đức Phật Lô Xá Na, vì thế đắc thiểu di túc, được một chút xíu đã cho rằng đủ. Kỳ thật định lực của người này cách Phật rất xa, mà người này lại nói mình đã thành Phật Lô Xá Na. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của Thượng Nhân năm 80. Dĩ chư thắng tánh, tức là người này cho rằng mình tuyệt vời. Hoài ư tâm trung, thường nhớ cảnh giới này, người này thường ôm lòng hoài nghi, cho rằng mình có phải là Phật Lô Xá Na không. Bản thân người đó cũng không hiểu rõ nữa, cho rằng là như thế đó, tức là cho rằng mình đã chứng đắc quả thánh. Người này chưa có nhận thức chính xác, còn đang hoài nghi, phải vậy không? Hay là không phải vậy? Có phải là Lô Xá Na không? Cái nghi của anh ta là người bên cạnh bình luận người này cho rằng mình là Lô Xá Na. Không phải anh ta tự mình hoài nghi, anh ta cho rằng phải, cho nên người bên cạnh dùng chữ nghi. Bản thân người này còn không biết có phải vậy không, chỉ cho rằng phải. Đây đều là người bên cạnh phê bình anh ta, nói tư tưởng đương thời của anh ta. Nhưng bản thân anh ta cũng không thể khẳng định tự mình phong mình làm vua. Giống như có người nào đó nói mình là Phật sống, thật là nói bậy nói bạ. Hành vi này chính là cuồng ma. Cuồng ma đã nhập vào mình anh ta. Dĩ chư thắng tánh, đây cũng không phải là cảnh giới gì, cũng không phải là anh ta, mà do anh ta nhận giặc làm con. Bản thân anh ta cũng không phải là thắng tánh, anh ta cho rằng cảnh giới đó rất tốt. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Người này cho rằng mình chứng đắc quả thánh thì rơi vào các thứ tà kiến, như là bắn pháo bông. Pháo bông có thể làm thành hoa sen, vậy thì hoa sen đó có thật không? Anh ta cho rằng hoa sen do pháo bông làm ra là đúng. Đây có ý nghĩa giống như vậy. Ông phải hiểu được ý này, tức là hiểu cái thắng tánh của người này, chính là cái này mà. Tổng thống nhậm chức bằng một ít pháo hoa, mọi người đều cuồng lên. Đó là thật chăng? Bất luận là tôn giáo nào, nếu có thể không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không vọng ngữ, đó là một tôn giáo chân chánh. Ý nghĩa không cầu ở chỗ nào? Không cầu tức là không danh, không có nam đeo đuổi nữ, nữ đeo đuổi nam, không có người nam tìm bạn nam, người nữ tìm bạn nữ, không cùng nhau đồng tính luyến ái, giao thiệp hỗn loạn. Không cầu tức là nói cái này, các ông hiểu rồi phải không? Không phải nói cầu danh cầu lợi, đó là việc nhỏ, đây là việc lớn. Tôi này giảng cho các ông là nói hết ruột gan để cho các ông nghe. Tôi nói không cầu ở đây, các ông đã hiểu chưa? Có ý kiến gì không? Các ông cầu nam cầu nữ là cái việc không nên nhất. Lô Xá Na, cứ theo đó mà dịch âm là được rồi. Không cần phải tạo tác. Đây căn bản là giả, hư vọng. Ông phân biệt cho rõ ràng làm gì? Căn bản là không thể phân biệt rõ ràng. Đây chỉ là cái tưởng của người đó. Kỳ thật cũng không phải là pháp thân Phật, cũng không phải là báo thân Phật. Người ấy nghĩ như thế, ông quyết định cho người đó lại là một cái. Căn bản là trên đầu lại thêm một cái đầu nữa. Các ông phiên dịch đã lâu mà vẫn không biết đều là hư thuyết, không phải là thực có. Ông nhai văn, nuốt chữ, làm cho rõ để làm gì? Có cái nghĩa đó là được rồi. Chính ở điểm này, các ông nếu không rõ thì không thể phiên dịch kinh điển này được. Các ông cứ kết cấu nó thành một thực thể. Thực thực tại tại có việc như thế. Căn bản đều là hư vọng. Hư vọng nghe điều đó mà. Các ông dịch bộ kinh này, các ông phiên dịch lâu như vậy, vẫn chưa nhận thức được đề mục của bộ kinh này. Những kinh văn đó, những từ đó, những ý nghĩa đó đều là hoặc là có việc như thế, hoặc là có cảnh giới như thế. Cũng không phải ai cũng đều như thế. Nếu ông sử dụng một cách chính đáng thì sẽ không sanh tâm cống cao ngã mạn, thì những cảnh giới đó căn bản đều không có. Các ông này hiểu chưa? Các ông không nên cho rằng người ta nói cái này rồi lại chấp trước đều có như thế. Không phải như vậy. Năm 80, Thượng Nhân giảng bổ sung đến đây. Dịch: đây gọi dụng tâm, quên mất chánh niệm suy xét thường hằng, đắm vào tri kiến. Nếu giác ngộ rằng chỉ là tạm thời, không phải thánh chứng thì không có lỗi. Giảng: thử danh dụng tâm vong thất hằng thẩm. Cái tên này gọi là dụng tâm, quên mất chánh niệm suy xét thường hằng. Người này không thường có công phu thẩm sát lấy mình. Nghịch ư tri kiến. Đối với tri kiến này phân biệt không rõ ràng. Nghịch tức là chìm đắm vào trong đó. Tiếng Anh dường như chữ sink, chìm. Ngộ tác vô cửu, phi di thánh chứng. Nếu mà hiểu rõ thì không có vấn đề gì. Đây không phải là chứng đắc quả thánh. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của Thượng Nhân năm 80. Vong thất hằng thẩm, tức giải thích cái dụng tâm này. Tức là người tham thiền đang tham ngộ thoại đầu, quên mất chánh niệm, suy xét thường hằng. Tức là làm mất đi cái niệm, cái thoại đầu mà mình đang tham mất đi. Mất đi cái thoại đầu, người này sẽ rơi vào tri kiến. Nghịch ư tri kiến, tức là phân biệt pháp môn này chủng loại kia, giảng những danh tướng này rơi vào danh tướng đó. Cho nên người này nói đã chứng được đệ nhất nghĩa đế, tức là chìm đắm vào trong tri kiến. Tham thiền là bất lập văn tự, không có cái đó. Không nói tôi đã chứng đắc được đệ nhất nghĩa đế, đệ nhị nghĩa đế. Phàm có lời nói đều không có thật nghĩa. Người này đem những cái tham ngộ thoại đầu vào trong tri kiến. Giống như nói ông tham niệm Phật là ai. Cái niệm đầu này là mất đi, liền nghĩ đến danh tướng. Ồ, đệ nhất nghĩa đế này có lẽ là mình đã chứng đắc rồi. Người này mới sanh cái tâm kiêu ngạo tự mãn, thì cảnh giới tri túc hạ liệt đến ngay. Tư tưởng của người này là hạ liệt, hành vi hạ liệt, tức là bất kể thủ đoạn. Dùng những thủ đoạn thấp hèn để lừa gạt người, rất là thấp hèn, rất là đê tiện. Nhưng mà tu hành thì không nên kiếm danh kiếm lợi, cứ ở chỗ đó đánh trống thổi kèn để mà khoe khoang, nói khoác. Những người nói khoác như thế đều cùng là một loại này. Những người nói lời này đều là hạ liệt. cứ suy nghĩ cân nhắc được ít cho là đủ, tự hạn chế lấy mình. Tại sao nói là dụng tâm? Vì chữ thức ư hằng thẩm, quên mất chánh niệm, suy xét thường hằng ở dưới, dường như tham thiền đều là dụng tâm niệm ở đó. Tham thoại đầu, người này mất đi cái tham ngộ thoại đầu. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,